Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Shirley Phương Trinh chụp ảnh cùng bạn gái mới của Bằng Kiều, ba con trai lần đầu gặp em út. Con trai thứ tư của Bằng Kiều đã chính thức được gặp ba anh lớn tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, Shirley Phương Trinh vừa cũ Bằng Kiều vừa đăng tải loạt ảnh đãi gia đình hồi ngộ, trong đó cô cùng ba con trai. Lần đầu gặp mặt gia đình mới của Bằng Kiều gồm con trai út và bạn gái kín tiếng, kèm theo ảnh Phương Trinh chia sẻ bốn anh em đã gặp mặt nhau và hai bà mẹ cùng đã gặp nhau. Bentley ở ngoài đẹp trai nhưng trọng hình. Trong ảnh tất cả thành viên đều vô cùng phấn khởi trong ngày hồi ngộ, nhóc tì Bentley được các anh vô cùng yêu thương, thay phiên nhau ấm bồng. Ngoại hình bốn anh em gây chú ý vì có những nét giống nhau như cùng một khuôn mặt sinh ra. Đây là lần đầu tiên bốn anh em con trai Bằng Kiều trực tiếp gặp nhau. Trước đó từ khi chào đời năm 2021, Penny làm quen với các anh qua các điện thoại. Đặc biệt bạn gái mới của Bằng Kiều cũng hiếm khi công khai xuất hiện trước khung hình. Riêng về mối quan hệ giữa vợ cũ và bạn gái mới, trước đó giọng ca Trái Tim Bên Lề từng cho biết hai bên có mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên liên lạc hỏi thăm nhau. Giọng ca Trái Tim Bên Lề cho biết vợ cũ Phương Trinh là người ủng hộ anh cuộc tình mới này. Sau khi đăng tải khung hình gia đình ca sĩ Bằng Kiều, hồi ngộ đông đủ nhanh chóng sự quan tâm của công chúng. Hầu hết bình luận bày tỏ sự vui mừng cùng như ngưỡng mộ cách hành xử văn minh hậu ly hôn của cặp đôi. Đãi gia đình gặp nhau hạnh phúc quá tuyệt vời luôn. Thật văn minh, thật sự ngưỡng mộ em, gia đình đẹp quá. Phải công nhận Bằng Kiều tốt có phúc. Nói thêm hiện tại Phương Trinh và ba con trai đang di chuyển về thăm quê hương. Đây cũng là lần đầu tiên cô đưa các con về Việt Nam sau 20 năm định cư tại Mỹ. Theo lời nữ ca sĩ, cô đưa cả gia đình về nước để thực hiện chi nguyện của bố. Chi nguyện của ba tất cả các con cháu về quê cha tật tố về miền Trung để thăm mộ. Má ông bà quê Sơn, Quảng Nam là quê nỗi, nhưng mấy chị em đều sinh ra ở Sài Gòn và tất con cháu thì sang bên Mỹ nên quê nội ngoại là một nơi nào đó là xa lắm đối với những đứa nhỏ. Vì vậy khi còn sống ba mong muốn tất cả các con cháu về quê một lần cho biết. Năm 2001 mình có dịp cùng ba về quê nỗi lần đầu tiên trong đời, nhân dịp đó đã tù lại mộ mà ông bà. 20 năm trước về quê có cả bố tôi nhỏ đi theo, lúc đó chỉ là bạn trai. Bây giờ 20 năm sau có ba thằng con về đây để thắp hương nhang cho ông bà cố, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ cách đây vài ngày. Nói thêm về hôn nhân của Bằng Kiều, anh kết hôn với Jelly Phương Trinh vào năm 2000, có với nhau ba người con trai, cả hai tuyên bố ly hôn vào năm 2013. Đến năm 2020, Bằng Kiều bất ngờ công khai vừa đón thêm con trai thứ tư ở tuổi 49. Sau hơn 10 năm kể từ khi sinh con trai thứ ba, tuy nhiên đến nay danh tính của bạn gái mới vẫn chưa nam ca sĩ giấu kín. Chia sẻ thêm, lần đầu về Việt Nam các con, Phương Trinh không khỏi bật cười vì ba quý tử thích thú với trải nghiệm, cảnh quan đồng quê cũng như nếp sống của người Việt. Khi nhìn thấy con trâu ăn cỏ, các con còn dừng lại để chụp hình. Nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn các con có kỳ nghỉ hè vui vẻ trọn vẹn. Để có chuyến đi này, cô đã hủy gấp lấy show diễn tại Mỹ để kịp mua vé máy bay cho bốn mẹ con về. Sau khi đăng tải hình ảnh bốn mẹ con Phương Trinh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều khán giả Việt Nam cảm thấy lấy vui khi giờ đây cả nhà của nữ ca sĩ đã trở về quê hương. Thật là ý nghĩa sau tháng này có ngày gia đình Việt Nam. Quê hương là chùm khí ngọt phải không Phương Trinh? Đi mô cùng nhớ về quê hương. Chúc chị và đại gia đình vui. Bên Mỹ không có trâu, về Việt Nam mấy chú nhỏ thích vậy. Đó chị cưng quá.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.